Hùng không có thời gian để về Việt Nam đăng ký kết hôn, nên bảo lãnh người yêu qua Mỹ diện fiancé. Hương bảo lãnh ba mẹ qua Mỹ vì muốn phụng dưỡng tuổi già cho ba mẹ. Hai em, hai con. Tùng bảo lãnh vợ con qua Mỹ vì Tùng muốn có một gia đình hạnh phúc. Nhung bảo lãnh người thân qua Mỹ vì muốn đoàn tụ với người thân và mong cho những người cháu của mình có một tương lai tươi sáng hơn. Văn phòng Thẻ Xanh tập trung chuyên môn về bảo lãnh. Chúng tôi có 3 văn phòng: văn phòng Cali mở hồ sơ, văn phòng Tân Bình chuẩn bị đăng ký kết hôn, văn phòng Quận Nhất chuẩn bị hồ sơ trước khi đi phỏng vấn. Hãy bảo lãnh liền, xin gọi tại Hoa Kỳ 714-766-3345, Việt Nam 0838105466 hay vào website công ty thẻ xanh.com.